Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 16 về việc giãn cách xã hội, yêu cầu người dân hãy ở nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết, không tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, một số nơi vẫn chưa chấp hành nghiêm. Hình ảnh chúng tôi ghi lại được vào ngày 10 và 11 tháng 4. Tại một số nơi ở thành phố Hưng Yên như Hồ Bán Nguyệt, công viên Nam Hòa vẫn còn tình trạng người dân tụ tập đông người vui chơi ngắm cảnh câu cá, nhiều người trong số đó không đeo khẩu trang. Ở cây ATM tại huyện Kim Động có tình trạng người dân chen chúc đứng sát nhau để chờ rút tiền. Tại huyện Kim Động và Khoái Châu, nhiều chợ cóc vẫn họp trái phép dưới lòng đường, đông người dân đến mua bán mà không giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Ý thức phòng chống dịch chưa tốt của một bộ phận người dân không những thực hiện chưa nghiêm việc giãn cách xã hội mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.